con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Tình thương, loài vật cũng cảm nhận được. Ăn cháo, dựa trên câu chuyện có thật đã xảy ra trong trận động đất vùng Vân Xuyên. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất với mức độ mạnh 8.0 ở quận Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Trong các vùng bị ảnh hưởng động đất, những ngôi nhà đều bị sụp đổ, đường xá và cầu lộ đã bị phá hủy và tất cả đều thành đống đổ nát. Những loài gấu trúc đã được nuôi tại các vùng sâu ở trên miền núi gần khu vực động đất đã bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng 5 ngày liên tiếp. Tất cả thức ăn đã bị hết rồi, tại sao vẫn không có ai đến cứu chúng ta vậy? Trên ngọn núi này, tất cả các con đường đều đã bị sập đổ. Cho dù có ai muốn vào đi nữa thì cũng không được. Chúng ta hãy ráng chịu đựng thêm chút nữa đi. Chịu đựng, chúng ta phải chịu đựng thế nào đây chứ? Em có thể chịu nổi, còn chúng nó thì làm sao đây? Chúng nó làm sao chịu đựng được? Nếu không có thức ăn, tôi e rằng các con gấu này sẽ chết đói thôi. Vậy ý của thầy thế nào? Mà chúng nó là loại thú ăn nhiều nữa chứ. Phải ra ngoài tìm thôi. Hình như là vẫn còn một chút đồ ăn ở trong căng tin. Thầy Trương, đừng có đi. Tôi sẽ bò xuống tìm xem có gì không. Sẽ bị sập xuống bất cứ lúc nào đó, nguy hiểm lắm. Tôi không thể lo tính quá nhiều, tôi sẽ không sao đâu. Thầy Trương! Thầy Trương! Thầy Trương! Tiểu Lý à, nhìn xem đây, tôi có cả nửa bao gạo nè. Hey, vậy là tụi nó có thể ăn trong vài ngày nữa. Thật là tuyệt vời. Một nồi lớn như vậy, mấy đứa tham ăn sẽ ăn được một bữa ngon lành. Sao lại không? Nhưng mà trước đây mấy con gấu đâu có ăn cháo, không biết tụi nó có thích hay không nữa. Mà không sao đâu, chúng nó đã bị đói lâu lắm rồi, sẽ sẵn sàng ăn thôi. Không có nóng, bây giờ có thể ăn được rồi. Hãy để cho con Nini ăn trước đi. Lại đây, để con Nini bé nhỏ của chúng ta trước nào. Nini ăn đi. Sao lại như thế? Tại nó chưa bao giờ ăn cháo. Vậy chúng ta sẽ làm sao? À,
phải rồi, để cho cha của Nini thử nghiệm cho nó thấy. Cớ bự Hoan Hoan, mày phải đói nhiều nha, lại ăn cháo đi nào. Hoan Hoan, ăn một chút đi Hoan Hoan. Ai, sao mày không ăn vậy? Đã quá vội mừng rồi, cậu đâu có ăn cháo bây giờ. Có lẽ chúng ta phải mạo hiểm đi ra khỏi ngọn núi này để được giúp đỡ. Nếu không thì chúng nó chắc chắn phải chết đó thôi. Thầy Trương, thầy không thể đi được. Đường đi có thể bị động đất. À! Ngồi xuống, ngồi xuống. Nini. Nini à? Nini, mày làm gì thế? Nini, mày làm gì thế? Nó ăn kìa. Thậm chí chúng nó không muốn thấy thầy phải mạo hiểm. Chúng tôi ở đây nè. Chúng tôi ở đây nè. Chúng tôi ở đây. Nam mô A Di Đà Phật.